Mình thanh qua sao nè các bạn ơi, rất là nhiều bạn là kêu mình á, anh ơi anh cho chị Dương đi, cho nên mình quyết định ngày hôm nay mình sẽ cho bé Dương nha các bạn. Nhưng mà phải cho bé Dương như thế nào mà kiểu như cho nó không quá lố mà để bé Dương buồn các bạn, mà nó phản nhưng mà nó vừa vừa mà nó phải vui nữa. Yes. Mình đã suy nghĩ ra một cái rồi các bạn ơi, đó chính là cái này đó các bạn thấy chưa. Đó, nhìn xa xa các bạn, đó chính là con ngựa kỳ lân nha. Đó, ngày hôm nay mình sẽ cho bé Dương là mình sẽ nói với bé Dương là mình mở quả trứng này nha các bạn, mình sẽ mở ra con kỳ lân nha các bạn, nhưng mà con kỳ lân pha ke nha. Đó chính là con kỳ lân pha ke này nha các bạn. Đây, con này cũng tên là ngựa kỳ lân chứ bộ. Bây giờ mình sẽ cho bạn nè, cho các bạn xem nè, con này tên ngựa kỳ lân, nhiều lúc mà sợ mấy bạn không tin đây. Nè các bạn thấy chưa, nó để tên nè, ngựa kỳ lân nha các bạn. Đó là mình sẽ cho bé Dương là mình nói mình quay ra con ngựa kỳ lân nha, không biết phản ứng của bé Dương như thế nào nha các bạn. Đâu, không biết là có đang online game hay không nữa. Đâu rồi. Trời ơi, ngày hôm nay game hơi lắc các bạn ơi, sao quay dữ vậy? Đây, cái gì á, tele số kết bạn, chắc là đang treo map hay gì á. Ủa, đang ở nhà. Đâu mình theo dõi cái nha. Không biết là bé Dương làm gì ở nhà vậy ta. Ồ, thắc mắc quá. Đâu mất tiêu rồi ta. Hình như chắc là đang nghiên cứu tới mấy con bé này rồi. Kìa, đang đứng đằng kia, chắc đang mở bé hay gì kìa các bạn ơi. Để mình lại mình chào nha. Đang làm gì vậy không biết hả. Rồi. Ủa, hello. Hình như bé Dương ốp rồi các bạn ơi. Điều ơi, xui rồi. Ủa, anh qua đây làm gì dạ? À, hên quá, tưởng ốp rồi. Vẫn còn. Em vào đít đi, anh có cái này muốn phe. Đó, bây giờ thì mình sẽ đợi bé Dương vô đít để mình cho bé Dương nha các bạn. Không biết phản ứng của bé Dương như thế nào nha. Các bạn cùng đón xem nha các bạn. Phe gì hay hay cơ. Em vào đi rồi biết. Ok, chờ Dương 3 giây. Rồi, mình sẽ chờ bé Dương 3 giây nha các bạn. Ủa gì vậy trời? Vậy chi vậy? À, bé Dương vô rồi các bạn ơi. Anh đây. Hãy Dương nhanh cho anh mong. Ngày hôm nay anh muốn phe em một cái nè. Cực kỳ là đặc biệt luôn. Khỏe gì đó. Đó, như em cũng biết thì game mới cập nhật cho cái quả trứng á. Thì trong quả trứng á là cái con ngựa kỳ lân nè, với lại con lừa, với lại con Pegasus cực kỳ hiếm luôn. Và anh đã mở ra một trong ba con đó. Dạ mở á, con này đúng không? Đâu, chờ Dương một xíu. Con này là con gì? Con này. Đâu? Đây. Con lừa hả? Dung. Trời ơi, anh mở không phải là con lừa nhưng mà anh mở ra một con cũng rất là hiếm luôn. Vậy là không phải lừa rồi, chỉ có thể là kỳ lân với lại Pegasus rồi đúng không? Đúng rồi. Thật không đó, khó ra mua nó anh. Đúng rồi, anh mới mở ra con kỳ lân. Nhưng mà anh mở mấy trứng nhở? Anh mở một trứng rồi, ngày hôm nay em vô anh mở chơi thôi nó cũng ra nữa. Không tin, không thể nào một trứng mà ra được. Thiệt, em không tin phải không? Vậy để anh dắt em đi coi nè. Đâu, thật không nhở, đúng không vậy trời? Rồi một xíu nữa anh sẽ nhả vía cho em nha. Ok, nhả vía cho Dương mở trứng ra luôn. Đi. Em theo anh. Đi. One eternity later. Rồi, em chuẩn bị chưa? Chuẩn bị rồi. Rồi, đây là một con kỳ lân cực kỳ là đặc biệt luôn nha. Ai theo không, anh, theo anh, xuống đây, xuống rồi. Đâu? Nè. Ủa sao kỳ lân mà nhốt xuống hầm vậy anh? Trời ơi, anh đem giấu mà. À, ok, đâu anh? Nè, thấy chưa? Hả? Nè, kỳ lân nè. Chín cha. Nguyên con ngựa kỳ lân luôn, con này cỡ được nha. Anh này, anh giỡn mặt nó hả? Kỳ lân này anh mà thèm. Ủa thì cũng ngựa kỳ lân nè, mà cỡ free nữa, không tốn kim cương để cỡ. Nhưng mà kỳ lân này xấu không phải kỳ lân này. Ủa kỳ lân vậy mà chơi xấu, đẹp mà. Nhưng mà kỳ lân này bị uống sữa không? Ủa nhưng mà con kỳ lân cỡ được, không tốn 300 kim cương để mở phá. Ai mà thèm kỳ lân phải cưỡi được chứ, kỳ lân phải kiểu như bay trên trời nữa cơ. À, có nghĩa là em chơi con kỳ lân này chứ gì? Đúng. Rồi ok, rồi bây giờ anh sẽ mở cái con kỳ lân trong quả trứng này cho em coi luôn nè. Thật á? Đúng rồi, đây trong quả trứng bunny phải không? Đúng. Nè, em xem nè. Ủa, thôi khoan, quên. Em có trứng bunny không? Có, nhưng cũng có trứng bunny. Vậy sẵn nhân tiện này anh với em solo mở trứng luôn đi. Anh nghĩ là anh mở hên hơn Dương không? Dĩ nhiên rồi, em có mấy trứng? Dương có 4 trứng. Rồi bây giờ anh với em mà solo mở 4 trứng bunny nha, xem ai là người mở ra trứng hiếm nha. Ok. Rồi, anh chấp em mở trước á. Ok, để Dương quay lại cho cả nhà cùng xem. Đúng rồi, nhưng mà khoan từ từ. Nếu như các bạn nghĩ mình solo mở trứng với bé Dương mà mình mở ra được nhiều trứng hiếm hơn á, thì các bạn hãy nhấn nút like nha. Còn nếu như cả nhà nghĩ là trong 4 quả trứng của Dương sẽ mở ra may hơn anh Hà, thì đừng có nhấn nút đăng ký và nhấn nút chuông nha. Yêu cả nhà nhiều lắm. Đúng vậy, vô thôi. Rồi, em ơi, trứng anh nó bị thối rồi. Thu đâu rồi, anh nhập đồ ăn đâu rồi, chờ xíu. Dương. Ra cái gì? Ây à. Sao nó lạ quá vậy? Hay do nhà anh xui vậy? Cái gì trời? Đây, nhà anh hên lắm. Anh mở cho em xem nè. Tại em xui thôi. Được rồi, để Dương coi, Dương chụp mắt lên coi nào. Nè, xem nè, con kỳ lân nè. Đó. Đâu? Thấy chưa? Đâu? Trời đất ơi. À, gọi hên nhớ chưa vậy? Trời đất ơi, từ quả trứng thành cái con bunny luôn mà nó vẫn thúi.
Dẻo ơi, chắc nhà anh bất ổn quá. Mình quên đúng rồi, anh nghe nói là em mở được con lừa ở nhà của em đúng không? Đúng rồi. Ủa vậy giờ bây giờ qua nhà em đi, anh cũng muốn mở ra con lừa nữa, với lại con kỳ lăng luôn, hai con luôn. Tham lam, người ta chỉ muốn một con thôi, đằng này đòi hai con là sao nhở? Trời, muốn thì muốn hết luôn, chứ muốn chi con trời. Ok, để vô về nhà anh Tele nha. Rồi, ok, em dắt anh đi đâu ạ? Mình phải chọn đúng chỗ phong thủy mới mở ai được. Trời đất ơi, có vụ phong thủy nữa hả? Hôm qua em mở đúng chỗ này ra lừa nè. Ồ, thiệt không nha? Thì, 100%, bây giờ vô mở trước hay anh mở trước? Đâu, em mở trước để cho anh xem mở coi nó có ra con lừa nào nữa không? Ờ ha, vô năng còn thiếu ba con lừa nữa để vô năng á. Đúng rồi, anh cũng đổi quả trứng luôn, cái trứng của anh nó bị thúi nãy giờ luôn. Oh no. Vô đi rồi. Vô, cái gì vậy? Ai vậy? Rồi luôn. Sao kìa? Rồi lừa dữ chưa? Không, đây là nhát thôi, anh thử mở đi. Có lừa, em lừa anh thì có. Bớt đi. Cái gì vậy? À, chắc mấy Dương dụ mình lừa mình qua đây mở trứng rồi các bạn ơi. Không biết là có hên hay không nữa, mình sẽ thử nha. Đâu? Đây, quả trứng thứ hai của anh, em nhìn cho kỹ nè. Ok. Đó. Đâu? Thấy chưa? Sao? Trời đất ơi. Cái gì vậy ta? Ôi, bình minh cổ diềm gì vậy trời? Con lão quắc vậy? Em nói thiệt đi, em lừa anh đúng không? Em không phải mở ra con lừa mà em lừa anh vô đây để mở xui giống em đúng không? Nói đi nha, anh kiếm chuyện rồi đó, mà đúng là con lừa mà. Cái gì vậy trời, lừa dữ chưa? Mở ra con không, gì đúng không mà lừa? Không, mình còn hai bé mà, mình còn có thể làm lại được, còn cơ hội. Rồi, anh cho em cơ hội làm lại nha. Ok, để Dương có mở thêm quả nữa, nhưng mà trước cho anh luôn để chứng minh là Dương uy tín. Rồi, em mở đi, thử coi uy tín cỡ nào. Rồi, vô nè, lừa ơi, không thì bê cá sấu cũng được. Vô. Nãy giờ chưa có bê tím, ấy ạ. Gì vậy trời? Lừa rồi, này có lừa nhau quá các bạn ơi. Ôi, nhưng mà mình vẫn cho bé Dương cơ hội nha các bạn. Có lừa mình hay không nha, để mình thử quả trứng này nữa nha. Nếu mà không được nữa, mình nghĩ là mình sẽ giờ đô nha các bạn. Giờ đô. Em nè. Đó, nhìn kỹ chưa? Đâu đó. Cái gì vậy trời? Tiểu ơi. Mình giờ đô đi à, mình còn đúng cơ hội cuối cùng rồi á. Oh no các bạn ơi. Mình nghĩ là mình sẽ đi lại cái ước nguyện nha các bạn. Đó, mình vẫn còn một quả trứng cuối cùng nha. Dương cũng thế. Đó, anh vẫn đặt niềm tin vào cái ước nguyện nhiều hơn, cho nên là anh với em ra cái ước nguyện đi. Anh đi trước hay Dương đi trước? Đi thôi. Ok, mình với Dương đã đến cái ước nguyện rồi nha các bạn ơi. Bây giờ thì anh với em mở trứng đi. Mở trước. Anh phải làm thủ tục mới được, anh phải đi tưới cây trước. Dạ. Đó, sau khi tưới cây anh sẽ mở ra được con kỳ lăng. Đúng rồi, sao vậy? Ờ, được 1 cc. Cái gì ký em nữa vậy chạy? Từ từ em ơi. Kì em hồi nãy không ra được kỳ lân. Oh no. Giờ cũng sẽ đi tới cây. Em xong chưa? Anh mở đây. Hả? Từ từ. Dương chưa tới cây xong. Vậy Dương tới anh cho anh. Để lẽ đây mấy bạn kêu ký kìa. Từ từ. Rồi ok, vô anh. Rồi bây giờ mình với Dương sẽ mở nha các bạn ơi. Nãy giờ Dương mở trước nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ mở nha. Vô thôi. Thằng này là xịn nha. Ừ, tắc cơ đông quá. Đông quá à. Ok, mấy bạn hãy chứng kiến cái khoảnh khắc kỳ diệu này. Ôi, thằng cây cho con xin con kỳ lăng thằng cây ơi. Cảm ơn thằng cây nhiều ạ. Rồi, vô. Thằng cây đã cho anh con kỳ lăng rồi em ơi. Đó, em nhìn kỹ đi. Con này cái con kỳ hòm mới phải con kỳ lăng này. Trời đất ơi, gì vậy? Thằng cây nói bị lắc. Tôi bị lắc. Oh no. Thôi còn Dương, để Dương mở luôn nha. Buồn quá các bạn ơi. Anh là Trường Kháo lại đeo vô nè. Anh nghĩ chắc em mở ra chắc cũng như anh thôi. Con của anh xấu á. Trời, anh thấy con của em rồi. Nãy giờ hai đứa mình không ra nền tím nhờ. Ây ơi, cái con gì mà xám xịt vậy? Ủa sao hôm nay, em nãy giờ chưa ra mở nền tím không đó, anh có ra không? Anh ra là la làng rồi em. La làng rồi đó. Ôi trẻo ơi, cái gì kỳ vậy trời. Trời ơi, trời ơi. Oh no các bạn ơi, mình nghĩ ngày hôm nay mình với bé Dương kiểu như là mở cái bét không có hên rồi các bạn. Trời ơi, ôi mình nghĩ chắc video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi nha các bạn ơi. Bây giờ là chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào clip sau nha. Bây giờ thì mình sẽ ký cho mấy bạn fan này nha các bạn ơi. Mấy bạn này bu đông quá, mình không có thấy đường, thấy xá gì luôn á. Còn bây giờ là chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Tạm biệt cả nhà yêu nha, tạm biệt. Trời đất ơi, mấy ông mấy bà là chiếm xì quách lại hết rồi. Che tôi hết trên luôn rồi.
Đúng vậy, anh Hà kiếm mọi người ơi. Kiều ơi,